Anh Dũng, diễn viên sống chung với mẹ chồng, nói về chuyện yêu Trương Ngọc Ánh. Tôi yêu và hiểu Trương Ngọc Ánh. Diễn viên Anh Dũng nói anh không để ý đến việc kém bạn gái Trương Ngọc Ánh 14 tuổi, tự tin là người hiểu cô. Anh Dũng chia sẻ chuyện yêu Trương Ngọc Ánh trên báo như sau: Tôi hoàn toàn không có mục đích gây chú ý hay hâm nóng tên tuổi. Tôi chỉ nghĩ mối quan hệ của chúng tôi đã đến độ chín, đủ tin tưởng và thấu hiểu để có thể chia sẻ với mọi người. Tôi không bận tâm khán giả bàn tán gì về mình, để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Cách nhìn của mọi người không quan trọng bằng cách sống của mình. Tôi không thể làm vừa lòng tất cả, nhưng có thể tự chịu trách nhiệm về công việc, tình cảm riêng. Chúng tôi đến với nhau bởi một chữ duyên mà thôi. Khi mới vào Sài Gòn một thời gian ngắn, tôi tình cờ trò chuyện với Trương Ngọc Ánh rất nhiều. Cùng là người Bắc vào Nam lập nghiệp, chúng tôi có sự đồng điệu trong quan điểm sống, công việc rồi dần nảy sinh tình cảm. Tôi mến Trương Ngọc Ánh vì cô ấy là người phụ nữ giỏi, đam mê công việc, sống tình cảm. Người phụ nữ như Trương Ngọc Ánh trải qua nhiều tổn thương để trở nên mạnh mẽ như bây giờ. Cô ấy cần người chia sẻ những khó khăn trong công việc, cuộc sống. Việc hiểu rõ nữ kia sẽ giúp chúng ta tự tin trong mọi mối quan hệ, đó là cốt lõi vấn đề. Tôi tự tin là mẫu người biết chia sẻ, quan tâm, không ích kỷ, luôn suy nghĩ về lợi ích chung khi yêu. Là đàn ông, tôi có chính kiến suy nghĩ riêng, tôi không thay đổi theo người yêu, đánh mất bản thân và quỹ đạo cuộc sống vốn có. Tôi không phức tạp màu mè, phải gồng mình lên làm những điều to tát cho nữ kia. Vì thế tôi chẳng bao giờ đặt ra những câu hỏi như, phải làm gì để cô ấy yêu mình. Tôi cố gắng đơn giản hóa mọi vấn đề, quan tâm bạn gái từ những điều nhỏ nhặt. Trong tấm ảnh tôi đăng hôm công khai mối quan hệ, tôi đã viết hạnh phúc đến từ những điều đơn giản nhất. Tôi nghĩ người thuộc thế hệ trước mới hay chú ý đến chuyện tuổi tác. Khi đã có tình cảm, tuổi tác chẳng có ý nghĩa gì. Mọi thứ giữa chúng tôi diễn ra tự nhiên, không có khoảng cách nào. Người nghệ sĩ khi yêu sẽ rất khác với những người làm ngành nghề khác. Chúng tôi không bận tâm đến tuổi, nghề nghiệp, địa vị, danh vọng, bởi cảm xúc là thứ chiến thắng tất cả, bao gồm cả lý trí. Tôi và Trương Ngọc Ánh là mẫu người không ghen tuông, không thích cãi lộn. Khi đến với nhau, chúng tôi đã đặt sự tin tưởng lên hàng đầu. Tôi cũng cố gắng tạo niềm tin với bạn gái bằng việc cư xử đàng hoàng, không giấu giếm chuyện gì. Công việc của chúng tôi đều rất bận, không có thời gian để cãi cọ, nghi ngờ nhau. Khi tôi đóng cảnh nóng trong phim Gái Già Lắm Chiêu với Khai Đì, cô ấy không nói gì cả. Khi yêu một diễn viên, chuyện đóng cảnh nhạy cảm hoàn toàn bình thường. Tôi và Khai Đi Nguyễn làm việc trên tinh thần đồng nghiệp, hợp tác và tôn trọng nhau. Bản chất hoàn toàn khác với chuyện phim giả tình thật, nên bạn gái tôi chẳng có gì bận tâm. Gia đình tôi ủng hộ, không bàn luận nhiều chuyện tôi yêu Trương Ngọc Ánh. Từ nhỏ tôi đã tự lập, tôi tự chọn ngành học, nghề nghiệp, quyết định hướng đi của bản thân. Vì vậy gia đình cũng tôn trọng chuyện tình cảm của tôi. Tôi rất yêu quý bé Bảo Tiên bởi cô bé cá tính dễ thương. Từ nhỏ Bảo Tiên học trường quốc tế, có suy nghĩ hiện đại cởi mở. Cô bé không ích kỷ, ngăn cản mẹ tìm hạnh phúc hay can thiệp vào chuyện tình cảm của mẹ. Hơn nữa tôi tin rằng Bảo Tiên cũng cảm nhận được sự chân thành từ phía tôi. Cùng làm trong nghề, tôi vẫn gặp gỡ chồng cũ Trương Ngọc Ánh, anh Trần Bảo Sơn. Chúng tôi đều là những người trưởng thành, giữ quan hệ anh em bình thường. Khi yêu, ai cũng nghĩ đến việc gắn bó với một nửa của mình, đưa mối quan hệ đi xa hơn. Tuy nhiên, điều đó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Trường hợp của chúng tôi là vấn đề thời điểm. Hiện tại, cả hai chưa có ý định kết hôn vì có nhiều mục tiêu lớn hơn trong công việc. Hơn nữa, tôi cũng không dám hứa hẹn điều gì bởi sợ nói trước bước không qua. Tôi đã qua khoảng thời gian chật vật làm quen với những khác biệt về ngôn ngữ, lối sống, cung cách làm việc ở Bắc và trong Sài Gòn. Guồng quay của ngành giải trí ở Sài Gòn gấp gáp hơn, buộc tôi làm việc với cường độ cao hơn trước rất nhiều. Tôi hiện có công ty riêng đào tạo diễn viên và sản xuất phim. Khi vào trong Nam, tôi không gặp chút khó khăn về việc diễn xuất bởi tôi diễn bằng tất cả vốn liếng của mình. Tôi được nhiều nhà sản xuất mời đóng phim. Tôi nghĩ mình đáp ứng được yêu cầu của ekip từ ngoại hình cho đến lối diễn. Tôi thấy mình đã làm tốt trong hai phim Gái Già Lắm Chiêu và Thiên Thần Hộ Mệnh. Để có được thành quả này, tôi đã chấp nhận vứt bỏ cuộc sống, công việc ổn định ở Hà Nội. Vào nghề 10 năm nổi tiếng với Sống Chung Với Mẹ Chồng, tôi có bệ phóng vững chắc trong làng phim phía Bắc. Tuy nhiên, nếu ở lại, tôi sẽ chỉ tiếp tục đóng phim truyền hình, không có bước đột phá. Tôi lại là người mạo hiểm,
thích chinh phục những đỉnh cao nên chọn Nam Tiến. Tôi khá hài lòng với những thành quả hiện tại, đang ấp ủ nhiều dự định lớn hơn, tình yêu cũng đang ở giai đoạn đẹp. Tôi chỉ mong dịch qua mau để mọi người có thể trở về cuộc sống bình thường. Nếu không có gì thay đổi, tôi sẽ công bố dự án phim điện ảnh do mình sản xuất vào cuối năm.